Sàn ô tô thủ đô xin kính chào quý anh chị em. Hôm nay chúng tôi lại vừa về một mẫu xe Mercedes S450 bản Luxury. Xe được sản xuất 2019. Với một thanh mạ lẹp chrome chạy xung quanh viền kính thì chúng ta thấy là rất là sang trọng của hãng Mercedes. Xe được trang bị nội thất màu nâu, da bò. Ghế được may theo hình quả chám, có các lỗ thông hơi để chúng ta sấy sưởi. Trên vô lăng thì được tích hợp cruise control, chuột cảm ứng hai bên, hệ thống phanh khoảng cách, hệ thống rèm sau, hệ thống camera đi đêm, không thiếu cái gì cả. Trên hệ thống lái trung tâm thì có nâng hạ gầm, ghế chỉnh điện. Hệ thống cửa lóc thì được trang bị panorama. Hệ thống giải trí thì được trang bị loa Boommaster. Trên nóc thì được trang bị 3 loa. Và trên các cửa thì được trang bị loa thụt thỏ của Boommaster, trông rất là hấp dẫn. Về chiếc xe về phía sau thì cũng được trang bị ghế chỉnh điện. Một chiếc ghế của ông chủ nữa. Đó là trang bị bệ đỡ chân. Khi mỏi mệt chúng ta có thể chỉnh và ngả, có thể làm được ngủ. Hệ thống giải trí thì đằng sau thì có thêm hai màn hình các bạn ạ. Ghế chỉnh điện, rèm, nhớ ghế sấy sưởi, không thiếu cái gì cả. Về phần cửa thì được trang bị cửa hít rất xịn sò và mềm mại. Về đằng sau xe thì được trang bị hai cái bô trông rất là mềm mại và đẹp. Với thân hình dài của chiếc Mercedes S450, các bạn có thể tận hưởng một chuyến đi cực kỳ là êm ái. Hệ thống lưng hạ gầm mang đem đến cho các bạn một giấc ngủ êm khi di chuyển chiếc xe. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0989980380, sàn ô tô thủ đô, số 3 Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, để sở hữu chiếc xe quyền lực này nhé các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.